Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc địa phương các cấp. Kính thưa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn, ban tổ chức, ban giám thị, các vị giáo lý viên, các nhà mạnh thường quân cùng toàn thể đồng đạo học viên thân mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2024, là ngày khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526, mở tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đứng trước bầu không khí trang nghiêm đậm đà vị đạo, tôi xin thay mặt kính cẩn gửi lời chào mừng liệt quý vị với tấm chân tình nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, nói làm sao hết nỗi vui mừng phấn khởi khi toàn thể học viên chúng tôi hân hạnh nhận được thông báo dư sinh của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và được vinh dự đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền này để tham dự lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta đều thấy rõ trong để thưa quý vị, nói làm sao hết nỗi vui mừng phấn khởi khi toàn thể học viên chúng tôi hân hạnh nhận được thông báo dư sinh của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và được vinh dự đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền này để tham dự lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta đều thấy rõ trong bối cảnh xã hội của đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển về mọi lĩnh vực. Vì vậy, nhu cầu kiến thức phổ thông rất cần thiết cho trào lưu tiến hóa của xã hội. Người tu Phật, nhất là đạo Phật giáo Hòa Hảo, việc học giáo lý là cần thiết biết nhường nào. Cho nên, trong vấn đề học giáo lý, Đức Thầy đã kêu gọi tín đồ thả chỉ tâm học hành tinh sáng để hầu có hót nơi miền hạt nắng phong ba. Trong quyển sấm giảng thiên văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã ẩn chứa muôn vàn lời vàng tiếng ngọc của Đức Tôn Sư. Đối với người tín đồ đó là tài sản vô giá nhất, tài sản đó là sức sống tinh thần. Chúng ta cần phải nỗ lực học tập để có tầm nhìn sâu hơn về giáo lý, rồi nhân rộng sự hiểu biết của mình lên. Hầu có, thứ nhất, chúng ta tự khắc bản thân mình từ ngôn ngữ, hành động và ý nghĩa phù hợp với giáo lý, học Phật, tu nhân mà trở thành người có nhân cách cao thượng. Thứ hai, có học về giáo lý, chúng ta mới nâng cao kiến thức và trí tuệ, rồi ứng dụng vào cuộc sống đời thường, hạn chế những mặt tiêu cực để phục vụ cuộc sống vì mọi người. Đức Thầy đã trả lời với ý kiến giả một khi rằng cái hành đạo đúng theo ý tưởng sáng thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh. Thứ ba, học giáo lý là để chúng ta cùng nhau phát huy chân pháp, hầu hành mạng cho con đường tu học của mình. Đây là hành trang cần phải có trên lộ trình tu tiến. Thế nên, không bao giờ hết, nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay là phải học để hiểu rõ và thực hành cho đúng tôn chỉ hồi để thắp lên ngọn đèn chánh pháp của Đức Thầy. Ngài đã khuyến khích nên cố gắng trao thân tìm đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Thay mặt học viên lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, xin hứa sẽ ra sức học, sẽ ra sức vượt qua mọi khó khăn, mẫu học bài để đạt được nội dung chương trình giảng dạy, sẽ cố gắng theo dõi xuyên suốt bài dạy của giáo lý viên và thảo luận học hỏi của ban giám thị, nghiêm túc tuân thủ nội quy mà ban lãnh đạo lớp đề ra để không phụ lòng của các đại thuê quý mạnh thường quân, ban tổ chức, các cấp chính quyền địa phương và nhiệt tình ủng hộ lớp. Trước khi dứt lời, thay mặt cho học viên kính chúc các vị đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc địa phương các cấp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Ban trị sự Trung ương
Phật, ban trị sự trung ương, ban đại diện tỉnh, các vị giáo lý viên, ban giám thị, ban tổ chức, các nhà mạnh thường quân cùng toàn thể đồng đạo thân tâm thường an lành, đạo quả viên dung, bồ đề tâm dưỡng chất, tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Kính chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.